Будем учиться. Да? Так, хорошо. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau học cái gì nào? Chúng ta đã cùng nhau học cấu trúc câu với động từ khachet, moch và должен. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành ôn lại một chút nhé. Động từ khachet có nghĩa là gì? Muốn. Tạc. Moch là gì? Có thể. Là có thể đấy, có thể. Đó. Ta sẽ cùng nhau viết một vài câu nhé. Thì ta sẽ nói bằng tiếng Việt, em cố gắng dịch chúng sang tiếng Nga. Thêm nữa chúng ta có tính từ ngắn đuôi должен. Tính từ ngắn đuôi должен chia theo giống on giống đực, должен. Она là giống cái, должна và они là số nhiều. Должны ở đây chẳng hiểu thế nào mà lại đánh trọng âm sai. Tác ở đây chúng ta nhìn thấy đánh trọng âm sai. Đó, và должны chứ không phải là должны đấy. Так вот, хорошо. Так. Đó là một cái điều tối thiểu phải biết. Так. Они должны, должны, да? Đó. Thế và đằng sau chúng ta có thể để một loạt những cái động từ như này. Есть, пить, спать, читать, купить, смотреть телевизор. Những cái động từ này tí nữa chúng ta sẽ xem. Đó, thế bây giờ em sẽ đặt giúp thầy giáo một câu là tôi muốn mua một cái váy. Я хочу. Я хочу купить. Váy là cái gì? Юбка. Юбку. Đấy. Я хочу купить юбку. Em nói юбка thì ta nói là юбку. Đấy. Tại sao lại là юбку? Thì tí nữa chúng ta sẽ xem. Đấy. Я хочу купить юбку. Đấy. Thế bây giờ em sẽ dịch tiếp một câu là tôi không thể bán cho bà được. Tôi không thể bán cho bà cái váy được. Я не могу. Bán là продать. Я не могу продать вам юбку. Bởi vì tôi không có nó. Потому что у меня ее нет. Đấy. Đó. Я не могу продать вам юбку, потому что у меня ее нет. Bởi vì là tôi không có cái váy đó. Đấy. Đây là cái câu nói nó hơi hài hước một tí đấy. Thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Chúng ta có động từ хочу và могу. Đấy. Хочу và đây là могу. Và đứng đằng sau hai động từ này chúng ta có thể để động từ nguyên thể đấy, купить, продать đấy, đó. Так вот, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái động từ này của chúng ta. Ở đây chúng ta có các động từ так. Những cái động từ chúng ta nhìn thấy bên này. Есть, пить, читать, спать. Đó là những động từ mà chúng ta có thể để sau các tập hợp này, хочет, мочь, должен. Đấy. Có nghĩa là gì? Chúng ta để nguyên thể. Так. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử đặt một câu này. Есть có nghĩa là ăn. Есть là ăn, ăn đấy. Пить có nghĩa là uống. Ăn, uống. Так. Giáo ghi đây cho em đỡ quên nhé. Ăn. Пить là uống. Và спать là ngủ. Đấy. Читать thì là đọc biết rồi, đấy. Купить là mua biết rồi, смотреть là xem biết rồi, không cần phải biết nữa. Так, thì bây giờ là nói là nó muốn ăn, nó muốn ăn. Так, nó muốn ăn là gì? Nói thế nào? Я хочу. Он. Нó là он đấy. Он. 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 Он phải là хочет. Он хочет. Он хочет đấy. Он phải là хочет. Đúng không? Он хочет есть. Đấy, он хочет есть. Nó muốn ăn. Thế còn nói là cô ấy không muốn uống. Она нет пить. Там открыто. Там открыто. Она не хочет. Она не хочет
Pit là uống đấy. Anna như khó chết pit. Anna như khó chết pit tức là cô ấy không muốn uống. À đó. À thế như vậy là một trong những cái cách mà sử dụng những cái động từ này rất dễ dàng đó là gì? Không cần chia chúng và chúng ta phải đặt sau những cái động từ này đấy. Khai chi hết mốt hoặc là trong sau tính từ ngắn đuôi donjen dazna dazne. Đó. Thế tuy vậy khi mà chúng ta biết những cái động từ đó thì chúng ta vẫn phải chia chúng, bởi vì sao, có phải lúc nào chúng ta để chúng ở nguyên thể được đâu đấy. À cho nên là đến đây chúng ta sẽ cùng nhau chia những cái động từ này xem cái cách sử dụng nó như thế nào. Так хорошо. Đấy. À đó. Chúng ta có tính từ chúng ta có động từ есть. Động từ есть. À bây giờ chúng ta sẽ xem nó chia như thế nào nào. Есть. Есть. À đó. Я chia như nào nào? Ем. Tươi. Yes. Tươi yes. On. Yes. 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 Đấy. Yes. Мы. Мы едим. Мы едим. Вы. Вы едите. Они. Они едят. Đấy. À đó. Đây là cách chia động từ yes. Ăn. À trước hết chúng ta hiểu động, đây là động từ ăn. Còn ăn cái gì thì chúng ta sẽ để đằng sau, nó gọi là bổ ngữ đấy. Xuất tích hồi trước. À sự việc đây. Đó. À tác vụt. À thế như vậy đó là động từ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ xem động từ uống. Ăn rồi bây giờ phải uống đấy. Tác. Ăn xong thì uống. À uống sẽ chia như thế nào này. Đó. Đã. Uống, uống là pit. 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 Ya. Ya. Piu. Piu. Tươi. Nó. Tươi. Piosh. Pi. Piosh. Tươi piosh. On. Tươi piot. 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 On piot. Piot. Mươi. On piot. Piom. Piom. Пьем. Вы пьете? Пьете. Они? Они пьют. Пьют. Они пьют. Пьют. А, да. Они пьют. Так вот, да? А, я пью, ты пьешь, он пьет, мы пьем, вы пьете, они пьют. А. А, хорошо. А долларом ты пит? Так. À bây giờ chúng ta có động từ spać. Spać. Spać là ngủ đấy. À spać. Ya. Sp. Lu. Yes blue. Yes blue. Da tươi. Speech. Tươi. On. On. Speed. Da. Mười. 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 Spim. Spim. Với. Спите? Они? Они спят, да? Они спят. А, так. А, да. А, thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là đó là động từ spać. Động từ spać là chia như vậy đấy. À, так. À, thế tiếp theo nữa động từ читать thì thôi chúng ta biết rồi, không phải chia nữa đấy. À, động từ купить. Động từ купить là gì? Động từ купить có nghĩa là mua. À, nhưng mà động từ купить này là động từ thể hoàn thành. À, trong tiếng Nga có một cái khái niệm là động từ hoàn thành thể và không chưa hoàn thành thể. Thế nào là hoàn thành thể và thế nào là chưa hoàn thành thể? Động từ hoàn thành thể đó là động từ đi theo cặp với động từ chưa hoàn thành thể. À, chúng ta có động từ покупать. Покупать. Đó là động từ mua thể chưa hoàn thành. Thể chưa hoàn thành viết tắt là несовершенный вид. NSV. Đó. À trước khi chia động từ купить chúng ta xem động từ покупать. Покупать là mua. À chúng ta chia nó nào. Я. Em biết chia động từ này. Я покупаю. À я покупаю ты. Ты покупаешь. Покупаешь, да. Он. Он покупает. À он покупает. Он покупает. À он покупает. Мы. À покупаем вы. Да, они.
và như pakupayut, đó là động từ, động từ pakupach, động từ mua. Nó chỉ cái hành động xảy ra ở thì hiện tại đấy. Đó. Ví dụ chúng tôi mua cái gì đó thì chúng ta nói yep pakupayu, chúng tôi đang mua cái gì đó đấy. Đó. Thế bây giờ có động từ kupit là động từ đi theo cặp với lại pakupach. Chúng ta nói là kupit. Kupit. Kupit đó là động từ mua, nhưng mà nó chỉ cái hành động sẽ xảy ra trong tương lai hoặc là đã xảy ra thì quá khứ. Nó chỉ có hoặc là quá khứ hoặc là tương lai thôi chứ không có hiện tại đấy. Đó. Động từ ở thì tương lai sẽ là ia kuplu tươi kupis đấy, tươi kupis on biết chia rồi nè, on kupit mới mới kupim với kupiche anh ấy kupiet đấy, anh ấy kupiet đó. Thì đây là động từ. Khi chúng ta chia ra thì nó sẽ là ở thì tương lai, tạc ở thì tương lai đấy. Đó. Cúpít thì cúp liu thì cúp ít xuống cúp ít mười cúp ít với cúp ít chứ anh như cúp ít đấy. Tạc. Đến đây thì chúng ta thấy đó là cách chia của động từ cúp ít. Động từ smart trick chúng ta biết rồi, chúng ta không cần phải chia nữa. Bây giờ chúng ta sẽ học hai động từ. Động từ pradavach là động từ bán, mua thì có bán. Pra da vạch, pro da vạch, pra da vạch. Đây là động từ thể chưa hoàn thành như savia vịt đấy, đó. Tạ pra da vạch là bán. Bây giờ bán thì đây là một dạng động từ mà người ta gọi là động từ có đuôi a vạch, a vạch. Nếu động từ có đuôi a vạch thì chúng ta bỏ cả cái chữ vạch đi. Mặc dù chúng ta biết rằng là động từ chia ở ngôi thứ nhất, ở nhóm thứ nhất thì có thể bỏ hai ký tự cuối là t và dấu mềm đúng không nào, nhưng mà nó tùy dạng động từ. Đây là dạng động từ có đuôi avat thì chúng ta bỏ tất cả vat đi. Đó. Thế còn một dạng động từ nữa nó gọi là dạng động từ có đuôi ovat. Đấy. Đó. Thế nhưng mà cái đó lại là khác. Sau khi bỏ cả vat đi thì chúng ta sẽ còn lại cái dạng gốc là gì? Prada, Prada đấy. Đó, chúng ta nhìn thấy Prada. Đúng nào, đấy. Chúng ta copy lấy cái phần này xuống và chúng ta bắt đầu chia này. Prada yu. Đó thế thôi đấy. Prada yu. Prada Đấy. Đã tươi. tôi Prada À, tươi. Tươi Prada yosh. Prada yosh cơ đấy. Tươi Prada yosh. Đó, thấy chưa nào? Một tờ. Tươi Prada yosh on. Prada on yot. Prada Đấy. Mới Prada yom. Với Prada yoche. Anh. Prada Đã. Prada yut. Đó thì như vậy chúng ta thấy cái cách chia của nó như vậy đấy. Đó. Nhớ lại là gì nào? Nếu động từ có đuôi avat, động từ có đuôi avat thì chúng ta sẽ bỏ vát đi, sau đó chúng ta chia theo đây là gì? Cách 1, theo nhóm 1 đúng không nào? Đấy. Đó. Đi cặp với động từ pradavat có động từ pradat. Pradat có nghĩa là bán xong rồi. Pradavat là tôi đang bán. Nhưng mà nếu nói mày bán được chưa? Từ pradal Pradala, từ Pradal, Pradala thì lúc đó người ta dùng động từ thể hoàn thành Pradach. Đây là động từ Pradach là động từ thể hoàn thành Savyasana vịt đấy. Đó. Động từ này là nó chia theo cái động từ Dach. Chúng ta biết động từ Dach có nghĩa là cho. Nó chia như thế nào? Ya Pradam đấy. Ya Pradam đấy. Nó chia giống động từ ăn ấy, đấy. Yem thì đây là am ya pradam tươi pradash pradash đây là ash đó on pradast pradast đấy pradast đó on pradast mới mới thì nó lại giống em nhớ ngôi động từ ăn nó chia ngôi mười như nào mười dìm đấy mười dìm đây là gì mười Prada dim nó cũng giống như vậy cái đuôi im này đấy thấy chưa nào vật thật với Prada di chuyển anh ý Prada đụt anh ý Prada đụt đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? Động từ chia động từ trong tiếng Nga nó là cả một vấn đề lớn đấy.
Nó có thể nói là học cách chia động từ trong tiếng Nga nó sẽ chiếm khá nhiều thời gian của các em. Bởi vì sao? Chúng ta phải chia được động từ chúng ta mới nói được vào câu, đúng không nào? Đấy. Như thầy giáo hay nói với các em là gì nào? Chia động từ còn chả nổi thì làm sao nói được tiếng Nga, đúng không? Thế vậy thì nếu mà đã xác định như thế thì chúng ta phải học chia động từ đi. Gặp bất cứ một động từ nào cũng phải học đấy. Nhìn thấy ở đây các động từ như thế này chúng ta phải chia nó ra luôn. Có bao nhiêu động từ, ví dụ chúng ta đọc một cái bài, trong bài đó có bao nhiêu động từ thì chúng ta phải chia hết đấy, chia hết chúng ra đấy. Đó, thế như vậy đến đây chúng ta đã chia xong các động từ pradat đấy. Đó, pakupach, kupit, pradavach, pradat đấy. Đó, tác vụt. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một động từ nữa, đó là động từ menyat, apmenyat. Chúng ta có động từ menyat, menyat. Menyat là đổi, chúng ta đổi, ví dụ đổi tiền chẳng hạn. Menyat đây là động từ thể chưa hoàn thành. Chúng ta phần cần phải cho thêm thông tin nó luôn, đó là động từ thể chưa hoàn thành, nhé savia ensv đấy. Menyat là đổi. Bây giờ tôi đổi nó ya menyayu. Rất đơn giản đấy. Tươi Từ menyayes mẹ nhà đã, tươi menyayes on nhà on menyayet mới mười menyayem nhà đã với mẹ nhà menyayet anh ấy. Menyayut đấy. Động từ đây là động từ menyayut. Đó thì ở đây chúng ta nhìn thấy đó là động từ mi nhạt, là động từ đổi. Thế bây giờ nó có động từ thể hoàn thành của nó là áp mi nhạt, áp mi nhạt, áp. Đây nó thêm tiết đầu ngữ gì, ốp đấy. Chúng ta nhìn thấy là rất lạ là nó tiết đầu ngữ ốp, ốp áp mi nhạt đấy. Đó, thế vậy thì cái động từ áp mi nhạt này nó chia giống hệt như này luôn, đúng không nào em chứ đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta chỉ chia nó cũng đơn giản vậy thôi. Ya ap mi nhayu, ya ap mi nhayu đấy. Tới ap mi nhayes, ap mi nhayes đấy. Đó. Thế đây chúng ta nhìn thấy đây là có gốc ap mi nhayes on Ôn âm mình nhai ap mi nhayet mới ap Âm mi mình nhai nhayem với Âm ap mình mi nhai nhayche anh ý. Anh Âm mình nhai Mình nhá yút đấy. Đó, chúng ta cứ nói để cho nó quen. Nhiều bạn bảo ôi biết rồi thôi, không không phải chia, không phải nói nữa đấy. Nói mỏi mồm lắm, mỏi mồm nhưng nó quen, đúng không nào? Mất tạc đấy. Đó thì động từ đó là động từ âm mình nhạc. Đó, thế như vậy là đến đây thì chúng ta đã cùng nhau xem cái cách chia của các động từ. Động từ khai chiết chúng ta biết chia rồi, đúng không nào? Động từ khai chiết chia như thế nào? Giữa khai chú thì khổ chết, ôn khổ chết đấy. Đó, đây là động từ khai chiết. Chúng ta lấy động từ khai chiết này lên nhá. Tác, tác, đó. Thế và chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập như này. Vote. Chúng ta có một cái bài tập ở đây. Đó. Up. Để những động từ khai chiết đây nhé, để cho em sử dụng nhá. Nó tác. Nó. Đó. Thế như vậy là gì nào? Chúng ta có động từ khai triển, động từ chia như này. Bây giờ chúng ta thử lắp cái động từ khai triển vào trong cái câu này xem nào. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai phần. Phần thứ nhất chúng ta điền điền dạng chia động từ vào đây. Đó, bây giờ em điền nào. Друзья, что вы? Вы phải là gì? Что вы хотите? Что вы хотите купить? Друзья, что вы хотите купить? Trả lời. Мы. Мы. Khai Mười khai chim, mười phải là khai chim đấy. Mười khai khai chim cupid souvenir đấy. Mười khai chim cupid souvenir. Tôm tươi, tôm tươi khai tươi phải là hochesh. Tôm ti chiến. hochesh đấy. Tôm ti hochesh smotret televizor. Нет, не. Нет, не. Не gì nào? Hochesh. Нет, не хочу. Đấy. Nhiệt như khai chủ tức là gì? Cậu nói là không, tớ không muốn đấy. Đấy. Y khai chú. Tôi muốn gì nào? Y khai chú chít tạch. Ivan Petrovich vui. Vui vui là khai chỉ trẻ đấy. Vui khai chỉ chứ yes. Thầy có muốn ăn không? Đấy. Đấy. Nhiệt spasibo nhé. Nhiệt khai chủ. Nhiệt khai chủ đấy.
phải là như khách chú. Nhiệt bác sĩ bởi như khách chú. Tạc. À, sto vui? Vui khai chí chế. Sto vui khai chí chế? Sto vui khai chí chế đế là sĩ chás? Các bạn muốn làm gì bây giờ? Sto vui khai chí chế đế là sĩ chás? Trả lời sao nào? Mười. Мы хотим. Мы хотим гулять. À đúng không? Так вот. Thế vậy em thấy ở đây là gì nào? Đó là động từ хотеть. À, động từ хотеть của chúng ta là à, gì? À, động từ хотеть. Muốn. Chia là muốn. Đấy. Chia như thế này. Đấy. Thế và bây giờ chúng ta để vào trong câu như thế này. Bây giờ chúng ta có những cái mẫu câu này rồi. À, như lúc nãy thầy giáo nói là gì nào? Chúng ta làm bài tập này sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta điền. Thế vậy và phần thứ hai là gì? Em thử đoán xem phần thứ hai thầy giáo sẽ yêu cầu em làm gì? No. Chắc là gì ạ? À, đọc. Đấy. À, phần thứ hai đọc. Đọc rất nhiều lần. Đấy. À, như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc một lần. Đấy. Đọc một lần. Để làm gì? À, nếu như các em làm xong điền xong là nghĩ rằng đó là xong là các em hoàn toàn sai lầm luôn. Bởi vì cái nhiệm vụ chính của các em chưa phải là điền. Cái việc điền là cái lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà cái việc chúng ta học tiếng Nga là chúng ta rèn luyện kỹ năng nói tiếng Nga, viết tiếng Nga, đúng không nào? Đấy. Thì vậy thì chúng ta phải nói chứ. Nói đi, nói lại, nói đi, nói lại nhiều lần. Nói rất nhiều lần nhé. À đó, bây giờ à, em đọc nào. Em đọc hết từ đầu đến cuối nào. Друзья, что вы? Друзья, что вы хотите купить? Да. Мы хотим купить сувениры. 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 Tôm tươi hoặc smartphones delivery nhà cô chú tất cả chú chị ta Ivan Petrovich quý khách chị chế yes yes bác vợ nhà khách chú tôi quý khách chị chế thế này ước chị chế делать что вы хотите делать Что вы хотите делать сейчас? Мы хотим гулять. А, гулять. Мы хотим гулять. Гулять. А, sau như sau động từ khai chết là để động từ nguyên thể, đúng không? Đấy. Đó. Đúng không nào? Dạ. Мы хотим гулять. Да. À. Em bé hỏi là gì nào? Сколько тебе у тебя уроков? Bố có bao nhiêu giờ dạy? Сколько у тебя уроков? Сколько у тебя уроков? À, đây em bé hỏi đấy. Сколько у тебя уроков? Bố có bao nhiêu giờ dạy? Đấy. Так. У меня три урока. À, bố có 3 giờ dạy. À, tại sao em bé hỏi thế? Bởi vì là nó hỏi như thế để xong thì dạy xong thì còn đưa nó đi chơi. Đấy. Đấy. Да, смеется. À, ngồi bên cạnh cười. Так, хорошо. À, thì bây giờ thì trong những câu này thì giáo sẽ hỏi và em sẽ cố gắng trả lời nhé. À, em sẽ tìm được cái câu trả lời để trả lời nhé. Так, хорошо. Đấy. Nó chí chưa? Đồng ý chưa? À, так. Что вы хотите купить? Что вы хотите купить? No. Что вы хотите купить? Bạn muốn mua cái gì? Я хочу купить юбку. Юбку. Я хочу купить юбку. Đấy. À, так. À, юбка nói thành юбку. Я хочу купить юбку. À, хорошо. À, так. À, Иван Петрович, вы хотите есть? No. Иван Петрович, вы хотите есть? Я хочу есть. Да, да, я хочу есть хлеб. Хорошо. А, да? А, сувениры называй. Сувениры. Em biết từ này không? Сувениры. Có biết không nào? Không biết đúng không? Đấy. Сувениры có nghĩa là à, đồ lưu niệm. Đấy. Сувениры. Так. А, хорошо. Сувениры. Да, сувениры, да, люди.
tạc vật. À đó, thế như vậy cái nhiệm vụ của các em là gì nào? Đọc và dịch được hết ra đấy. À đó. À, sau khi đọc rồi, đọc kỹ rồi, đọc nhiều lần rồi thì chúng ta sẽ cố gắng là dịch được nó ra sang tiếng Việt để chúng ta hiểu được hết nghĩa của nó. Những câu này nó rất dễ nhưng thì ra không yêu cầu em phải dịch đấy. À tạc vật. À хорошо. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc một cái bài đọc như thế này. Chúng ta có một cái bài đọc. Đó. Thế và chúng ta sẽ cố gắng hiểu được hết nó. À, đọc và dịch. À, đầu tiên chúng ta đọc và dịch nào. Em đọc nào. Alo. Alo, Hussein, это Hussein. Alo. Это Это Hussein. No. Хусейн. Dịch luôn thầy ạ. Đấy, dịch luôn. Alo, это Hussein. Trả lời gì nào? Xin chào. Đây là Hussein. Hussein, đấy. À đây có phải Dạ. Hussein đấy không? Alo, это Hussein. Alo, Hussein đấy à? Có phải Hussein đấy không? Kiểu thế đấy. Đấy, tới gì à? À, ê, tôi à. Vâng, đây Đấy. là tôi. Đúng rồi, tới đây. Em. Đúng rồi, tới đây. Đấy. Đấy, tới gì à? À tiếp theo nào. Привет, Hussein. Tôi Ramon. Đã. Tôi tươi, tiếng lai Delish. À. Chào Chào Hussein, Hussein. Privet Hussein, Eteramon. Eteramon là Tôi gì? là Ramon. No, đây là Tôi là đây. Ramon. Tớ là Ramon đây. Đúng không đấy? À, Bạn tớ là đang làm Ramon đây. À, tiếp theo nào. bạn đang làm Study Delish. Cậu đang làm gì đây? Study Delish, đấy. Ta trả lời nào. Yeah, dear là you. giờ đến này Домашнее. đam nhé Домашнее đam задание. giờ đang nhé Домашнее tôi задание. đang Đấy. Đấy. À, tớ đang gì đây? Đang làm cái gì đây? Где là you? Gì đây? Домашнее. Tôi Домашнее задание là gì? Có biết tập hợp từ này không? Задание có nghĩa là một cái nhiệm vụ, một cái bài tập. Đấy. Домашнее là về nhà, cho về nhà. Я делаю домашнее задание. Tớ đang làm bài tập về nhà. Đấy. À, ví dụ thầy giáo thường giao bài tập cho các em là gì nào? Về nhà đọc bài này, về nhà viết bài này. Thì đó gọi là домашнее задание. Đó là bài tập về nhà. Đấy. Bài tập về nhà. À, ta đọc nào. Домашнее задание. Đâm mát Домашнее ra đà задание. Домашнее задание. Đấy. mát Домашнее ra задание. đà Да, 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 да. В субботу. В субботу. Bạn không làm việc À, субота là gì đây? tốt Субота. làm việc À, giống cái từ работа đấy. Работа là công việc đấy. Субота, à em bé ngồi cạnh nó cười này. Nó cười chị. Nó cười chị bởi vì chị không biết cái từ này. À, thế là Subota là gì? Alisa. Subota. Subota là thứ bảy, là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy ở trong tuần. Đấy. Subotu, ý nói là cậu cậu học bài cả vào ngày thứ bảy á. Cậu làm bài tập cả vào ngày thứ bảy á. Ngày thứ bảy phải là nghỉ ngơi chứ. Đấy, kiểu thế, đấy. Đó. À tươi, à tiếp theo câu nào. À tươi như khó smart smartest football. À tươi như khó chết smartest football. À tươi như còn khó bạn không chết smartest football. xem bóng đá. À, cậu có muốn xem bóng đá không? À tươi như khó chết smartest football. À đây có nhẹ cũng được mà không có nhẹ cũng được đấy. À tươi khó chết smartest football. Cậu có muốn xem bóng đá không? À tươi như khó chết smartest football. À nói thế nào cũng được đấy. Có nhẹ cũng được mà không có nhẹ cũng được em nhỉ đấy. Tá. À thì tiếp theo nào. Sivot nha, Sivot nha là gì đây? Hôm nay Hôm nay đúng rồi. Interesting là gì? Interesting. từ Interesting. gì như À? Từ này là gì? Có nghĩa tôi là gọi gì? Thú vị, rồi đấy. Interesting là thú vị. À, match. Match. Match là một trận đấu, đấy. À, Sivot nha, interesting match. Hôm nay sẽ có một trận đấu thú vị. Interesting match. Đấy. Một trận đấu bóng đá ấy. Đấy. Match là trận đấu bóng đá. Сегодня interesting match. Играют. Играть, động từ играть là gì có nhớ không nào? Играть. À? là dẫn chơi Chơi. Đấy.
Испания и Алжир. Испания là gì? Испания. Là Tây Ban Nha. Alžir, Alžir là gì? Alžir là Algeria. À, như vậy đây là gì nào? Igra Hispania y Alžir. À, đây là gì? Là có hai đội chơi, một đội là Tây Ban Nha và một đội Algeria. Đấy. À, có nghĩa là gì nào? Hôm nay là có hai đội y Tây Ban Nha và Algeria chơi đấy. Đấy. Igra Hispania y Alžir. Đấy. Tạc. À, tiếp theo nào. Ya ochin khachu. À, con dịch cho chị này. Con ra đây dịch cho chị này. Nào. Dạ, ô chính khá chú là gì? Tôi rất muốn. À, tôi rất muốn. No. Xa ra lê nhiều. Chúng ta có từ xa ra lê nhiều. Rất tiếc rằng. Xa ra lê nhiều. Là rất tiếc rằng. Xa ra lê nhiều. Là gì? Sao sao nếu Xa ra là lê nhiều. Xa ra lê nhiều. Là rất rất tiếc tiếc rằng. rằng Dạ, nhìn má gu. rất tiếc Rất tiếc rằng là gì đây? Tôi làm sao đây? Nhìn má gu. tôi không thể Không thể. À, nhưng tôi không thể đi được. Đấy. Rất tiếc rằng là tôi không thể đi xem được đấy. À, ta khá show. Понедельник. À, chúng ta có từ понедельник, đó là vào ngày thứ hai. Понедельник. Контрольная vào работа. Контрольная работа. À, работа là một công việc. Nhưng mà đây là gì? Контроль. Контроль này là kiểm tra, cái việc kiểm tra. Có nghĩa là vào ngày thứ hai sẽ có một bài kiểm tra. Vào ngày thứ hai có một bài kiểm tra đấy. À, đó. Так вот. Я должен là tôi gì đây? Должен là gì? Cần phải. Đấy. Chúng ta học cái tập hợp từ rồi. Я должен. Он должен. Она должна. Мы должны. Đấy. À, я должен. Tớ cần phải. Учить. Учить. Новые слова. Tớ cần phải học gì đây? Học từ mới này. Учить новые слова. Đấy. Читать тексты. Đọc bài đọc. Читать тексты, слушать магнитофон và nghe gì? Магнитофон, слушать магнитофон và nghe 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 máy máy ghi âm đấy. Магнитофон là nghe máy ghi âm. Так. À, хорошо. À, но ты можешь, nhưng mà cậu có thể делать это воскресенье. Tôi có thể làm. À, làm điều đó vào ngày chủ nhật. Воскресенье. Đấy. À, thế như vậy ở đây chúng ta thấy là gì? À, trong này chúng ta người ta sử dụng rất nhiều những cái từ, nhiều những cái từ chỉ thứ ở trong tuần. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái từ chỉ thứ trong tuần, xem nó có những cái từ gì nào. Так. Хорошо. Cùng xem nha. Đấy. Đó. À, thứ ở trong tuần thì chúng ta sẽ có tuần là gì? Неделя. Đấy. Như gì là như gì là một tuần lễ đấy. Tạc. À, thế bây giờ tuần lễ thì nó gồm có mấy ngày, Bảy mấy ngày, mấy ngày trong một tuần có mấy ngày? ngày. À, 7 ngày. Cái đó sao? Thứ hai, pa nhi diễn nhật, pa nhi diễn nhật đấy, Bảy pa ngày. nhi diễn nhật là thứ hai. À, cái thứ ở trong trong tiếng Việt người ta dùng là thứ xong cộng với số từ là xong đấy. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhưng mà ở trong lịch của các nước ấy, thì mỗi thứ nó lại có một một cái tên riêng. À, ví dụ trong tiếng Anh cũng vậy, đúng không nào? Monday, Tuesday, Wednesday, vân 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 đấy. À, thế vậy tương tự như vậy trong tiếng Nga nó cũng vậy. Thứ hai là понедельник. Thứ ba, Tại nhà вторник. mình Вторник. Thứ tư, và tôi вторник. Sri Da, thứ tư. Thứ năm. đi ta Sri Da, đấy. Thứ năm. Chit Virk. Chit Virk. Chit Virk. Thứ biết sáu. Là chit Virk, thứ sáu. Đấy. À, thứ thứ năm. Thứ sáu. Piat Nhịt Sa. Piat Nhịt đi Sa. Piat Nhịt Sa. đi Subot. À, thứ bảy. Su Bota. Subota. Và chủ nhật. Và воскресенье. Воскресенье là chủ nhật. Đấy. Đó. Воскресенье. Đó ta. À, thế thì đây là gì? Đây là ngày thứ ở trong tuần thôi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn nói là nó rơi vào cái ngày nào trong tuần.
thì chúng ta lại phải dùng giới từ. Chúng ta sẽ có giới từ vờ. Có nhìn gì nhỉ? Vờ, có nhìn gì nhỉ? Đấy. Đó, có nghĩa là vào ngày thứ hai. Có nhìn gì nhỉ? À, thế mà bây giờ chúng ta muốn nói vào ngày thứ ba thì chúng ta vẫn phải nói là vờ. Nhưng mà do có hai chữ vờ liền nhau ở đây, xong lại có chữ tờ nữa. Cho nên là đây nó sẽ là vavtornik. Nó sẽ nói là vavtornik. Đó. Vavtornik đã. Bây giờ nói ngày thứ tư nào, vào ngày thứ tư. Sredu. Không sreda mà sredu. Sreda, sredu. Sreda, sredu. Đấy, trọng âm nó sẽ rơi vào đây, đấy. À, trọng âm rơi vào đây. Sredu. À đấy này. Nếu mà bình thường thì ở đây nó sẽ trọng âm sẽ rơi vào đây. Sreda. Sredu. À tak. Sredu. Tak. Bây giờ chúng ta sẽ nói là vào ngày thứ năm. Chitvirk. Đọc là Chitvirk. Đấy. À, tiếp theo vào thứ sáu nào. Pятница. Em nhìn thấy là Pятница. Đây mà. Pятницу. Pятницу. Đặc đột đấy. Anh nhìn thấy. À đó, cứ có gì, nếu mà có tận cùng bằng đuôi A thì nó thành U. Đấy. À, lý do tại làm sao tại lại như thế thì chúng ta sẽ giải thích sau tác của. À tiếp theo nào, chúng ta sẽ có thứ bảy Subota. Vào ngày thứ bảy nào. Subo. Đây lại có đuôi A này. Thành gì? Subo. Tu. Tu đấy, Subo tu. Subo tu. Đó. À thế bây giờ Воскресенье nè. Воскресенье thì chúng ta chỉ cần thêm vờ vào là xong. Đấy. Đó. Đấy, riêng chỉ có gì nào? Tốt nhất thì là va thôi. Đấy. Thế còn lại tất cả đều là vờ hết. Thế nhưng bây giờ chúng ta lại phải cùng xem một cái khái niệm nữa. À đứng sau vờ này đây là gì? Một phụ âm vô thanh. Đấy. Thì ở đây nó sẽ phải đọc thành. Tạc. Nó sẽ đọc thành âm. À tạc. À thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đây lại là phụ âm vô thanh. Thì nó lại đọc thành. Đấy. Đây lại là phụ âm vô thanh. Vẫn bị đọc thành. Đây cũng là vô thanh. Vẫn bị đọc thành. Và đây cũng vậy. Đấy. À cũng là vô thanh. Vậy thì tuy đây là viết là vờ. Nhưng mà đều đọc thành. À đúng không nào. Đấy. Em hình trên nào. À chúng ta đọc là. Panidien. Chỉ còn có cô mỗi là gì. Vavtornik và Воскресенье. Đọc là vờ thôi. Còn tất cả các vị trí khác đều đọc là. Đấy. Đều đọc là âm phờ hết đúng không? À đó. Thế vậy thì đây là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đọc tên thứ ở trong tuần. Chúng ta đọc này. Понедельник. 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 Да, понедельник. Да. Понедельник. À đó. À thứ ba nào, thứ ba. Pháp. À thứ ba. Đây là đọc là вторник. 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 Вторник, да, вторник. Да? А, вторник. Đây là вторник. À, хорошо. А, thứ tư. Среда. 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 Да, среда. Thứ năm nào. Четверг. 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 А, thứ sáu nào. Пятница. 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 Thứ bảy. Thứ bảy nào. Суббота. 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 Chủ nhật nào. Воскресенье. 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 À да. À đó. Đọc lại nào. Понедельник. 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 Вторник, да. Среда. Среда. Четверг. Четверг. Ты сказал? Пятница. Пятница. Thứ bảy. Пятница. Суббота. 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 Chủ nhật. Chủ nhật. Воскресенье. Воскресенье. Да. À thế bây giờ đến bây giờ chúng ta sẽ đọc với lại giới từ này. À cái chữ vờ đây người ta gọi là giới từ. Khi mà chúng ta muốn chỉ cái việc gì đó nó xảy ra vào cái ngày nào đó, cái thứ nào đó trong tuần thì chúng ta sẽ dùng giới từ. Giới từ này là giới từ ở cách 4, giới từ v. Nhưng mà do nó đứng trước phụ âm vô thanh
cho nên bị đọc thành ph. Chúng ta sẽ đọc là panidielnik, panidielnik đấy. À đây panidielnik đó. Thứ hai chúng ta, thứ ba chúng ta sẽ đọc là vào ngày thứ ba, vaftornik, 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 vaftornik đấy. Thứ tư sredu, sredu, sredu. Thứ năm, đã, thứ năm, четверг, четверг. À, cái chữ g cuối cùng này chúng ta sẽ đọc là gì nào? Đấy, như như trong cái từ Petersburg, Petersburg, четверг, четверг, đấy, четверг. À, đã, đúng không nào? À, âm g là phụ âm hữu thanh, đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm vô thanh là k. Đấy, một tạc. À, thứ sáu nào, vào ngày thứ sáu, пятницу. 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 Vào ngày thứ bảy, субботу. Субботу. Vào ngày chủ nhật. Vào ngày chủ nhật, воскресенье. Воскресенье. Đấy. Đúng không? Воскресенье. Да, воскресенье. Да, воскресенье. Так, хорошо. À thì như vậy ở đây chúng ta đã cùng nhau xem xong là cái cách chỉ ngày ở trong ngày trong tuần đấy. À thì đó nhắc lại là gì nào, nếu như em muốn dùng cái thứ trong tuần để chỉ thời gian xảy ra một cái sự việc hiện tượng gì đó thì chúng ta sẽ dùng giấy từ vật ở cách 4. À ở đây có ba danh từ mà kết thúc bằng đuôi a, srida, srida, пятница, суббота. Khi đứng sau giấy từ vật ở cách 4 thì chúng phải chuyển cái đuôi a thành đuôi u. Среду. Пятницу. Да. Пятницу. Субботу. Đấy. Среду, пятницу и субботу. Đấy. Так вот. À, đó. Thế như vậy đến đây thì chúng ta đã cùng nhau xem xong cái phần danh từ mà chỉ thứ ở trong tuần. Đấy. À, đó. Nhớ lại là gì nào? Muốn dùng danh từ chỉ thứ trong tuần để chỉ thời gian xảy ra sự vật hiện tượng gì đó thì chúng ta dùng giấy từ vật ở cách 4 đấy. Đó. À, đó. Thế và khi dùng thì là gì? Đuôi a chuyển thành đuôi u. Điều thứ nhất, điều thứ hai là tất cả các giới từ vờ ở đi với các danh từ này gần như là bị đọc thành âm ph hết đấy. À đó, trừ hai trường hợp đó là vaftornik và воскресенье. Thế còn tất cả trong các trường hợp khác đều đọc là понедельник, четверг, пятницу, субботу. Đấy. Так вот. À, хорошо. À, đó, thế vậy thì đó là phần danh từ chỉ thứ ở trong tuần. Bây giờ chúng ta quay trở lại bài của chúng ta nào. Đó, ở đây chúng ta xem một ví dụ nào. Ví dụ là anh chàng này anh nói là gì nào? À, cậu làm việc cả ngày thứ bảy à? Субботу. Субботу. Đấy. À, đó. Thế xong tiếp theo là gì nào? À, anh chàng này nói là gì? Vào ngày thứ hai tớ có bài kiểm tra. Понедельник. Понедельник. Контрольная работа. Контрольная работа. Đấy. À, vào ngày thứ hai tớ có bài kiểm tra. À, cậu có thể làm cái điều đó vào ngày chủ nhật mà. Ты можешь делать это в воскресенье. Đấy. Ты можешь делать это в воскресенье. Cậu có thể làm điều đó vào ngày chủ nhật. Đấy. Đó. À, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nhé. À, đặt câu hỏi cho bạn. Bạn cố gắng trả lời nào nhé. À, câu hỏi thứ nhất nào. Кто звонил? Кто звонил? Là ai gọi điện? Кто звонил? Это Рамон. À, Рамон звонил. Đấy. À, câu hỏi đấy Ramon. Chúng ta hỏi câu hỏi thứ nhất là gì? Кто звонил? Рамон звонил. Đấy. Câu hỏi thứ hai. À, câu hỏi thứ hai. À, что Хусейн делает? Что Хусейн делает? Хусейн làm cái gì vậy? Хусейн делает. Хусейн делает домашнее задание. Домашнее задание. Да, да. А, хорошо. А, thế bây giờ, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi. А, что Рамон хочет? Что Рамон хочет? Рамон gọi điện nhưng mà cậu ấy muốn cái gì? Что он хочет? Рамон хочет смотреть футбол. Рамон хочет смотреть футбол. Рамон хочет смотреть футбол. À đúng không? Рамон muốn gì? Muốn xem bóng đá. Đấy. Рамон хочет смотреть футбол. À tiếp theo nào. À какой матч сегодня?
Какой матч сегодня? Ngày hôm nay có một trận đấu như thế nào? Какой матч сегодня? Câu hỏi đó là gì nào? Thì ta viết cái câu hỏi đó cho em nhé. Để em có thể nhìn được cái câu hỏi đó nhé. À, какой так? Какой матч сегодня? Какой матч сегодня? Ngày hôm nay có một trận đấu như thế nào? Сегодня. Какой матч сегодня? À. Сегодня. À, интересный матч. Да. Сегодня интересный матч. Сегодня интересный матч. Хорошо. Thế câu hỏi tiếp theo. А кто играет сегодня? Кто играет сегодня? À, hôm nay là ai chơi? Кто играет сегодня? Trả lời. À, сегодня. À, сегодня. Играют. Играют. À, có hai người mà. À, hai đội mà. Сегодня играют. Испания. И Алжир. Алжир. Сегодня играет Испания и Алжир. À, hôm nay có hai đội chơi là Испания và Алжир. Так. À, хорошо. И tiếp theo nào. А Хусейн хочет смотреть футбол. Он хочет смотреть футбол. Хусейн có muốn gọi điện thoại không? Он хочет смотреть футбол. No. Нет. Нет. Хусейн. Хусейн. Хусейн не хочет. Или он хочет? Нет. Футбол. А. Đây này, em xem này. Anh chàng Хусейн nói thế nào? Я очень хочу. Я очень хочу. Thế mình có nghĩa là gì? Он хочет смотреть или не хочет? Он хочет смотреть футбол. Anh chàng Хусейн có muốn xem bóng đá không? Да. 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 Он очень хочет. Да. Да. Он очень хочет. Да. Да. Он очень хочет. Да. Хорошо. Он очень хочет. Так. А он может? Он может смотреть футбол? Nhưng mà cậu ta có thể xem đi xem được không? Он может смотреть футбол. Он не может. Он не может, да? Он не может смотреть футбол, да? Он не может смотреть футбол. Хорошо. Да. А, tiếp theo nào. А, так, что в понедельник? Что в понедельник? Vào ngày thứ hai có cái gì? Что в понедельник? À, câu hỏi đó mình sẽ viết đấy. À, что в понедельник? Ngày thứ hai có cái gì? Что? Что понедельник? Vào ngày thứ hai có cái gì? Что понедельник? Контрольная. В понедельник. В понедельник. Контрольная работа. Контрольная. Контрольная работа. Да? Контрольная работа. Да. А что Хусейн должен делать? Что он должен делать? Cậu ấy cần phải làm việc gì? Что он должен? Он должен учить. Учить. Новые слова. Он должен учить новые слова. Читать тексты. Тексты. Слушать. Слушать магнитофон. Да? А, cậu ta cần phải làm ba việc. Việc thứ nhất là gì? Учить новые слова. Читать тексты. Слушать магнитофон. Да? À đó. Thế Ramon, Ramon bảo но ты можешь делать это в воскресенье. Nhưng mà cậu có thể làm những điều đó vào ngày chủ nhật. Đấy. Ты можешь делать это в воскресенье. Cậu có thể làm những điều đó vào ngày chủ nhật. Có đúng không? Đấy. Có phải vậy không? Đấy. À thế à, cậu ta có làm được hay không thì trong giờ hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Đấy. À bây giờ thì giáo sẽ gửi cho em cái phần 1 này của bài và sẽ gửi tiếp cả phần 2 của bài để các em tham khảo trước đấy. Đó. Thế và đến hôm sau chúng ta sẽ học nốt. Хорошо. Đấy. À như vậy yêu cầu em là gì nào? Phần 1 này em phải đọc rất kỹ nhé. Đọc để làm sao mà đọc nhuần nhuyễn. À thế hôm sau thì ta sẽ hỏi lại em và em phải trả lời được. Хорошо. Đấy. Thế chí không nào? Đó. Thế thầy đã gửi cho em phần 1 này nhá. Ta. Em thấy là gì nào? Một trong những cái yếu tố thành công trong cái việc học ngoại ngữ đó là gì? Chúng ta chịu khó làm bài tập về nhà thì giáo giao cho. Đấy. À, chúng ta tranh thủ mọi thời gian, nếu em có thời gian càng nhiều càng tốt, xem càng kỹ càng tốt đấy.
Đó. À, có những người học rất thành công và học nói rất là tốt, nói rất là nhanh, bởi vì sao là họ xem video thầy giáo gửi cho em nhiều lần đấy. Thứ hai nữa là gì, họ xem rất kỹ bài bài đã học rồi để nắm vững kiến thức, tức là gì, từ mới chúng ta phải nắm được này, chia được động từ này, lấy bảng động từ ra thì ta sẽ gửi cho em cả bảng động từ nhá. Đây bảng động từ của chúng ta đây, có bảng động từ này, cứ thế là ngồi đọc thôi. Yes, yem, tu, yes, on, yes, me, jim, vi, ji, chen, yi, dạ. Đấy, cứ đọc hết, đọc hết, đọc hết. Để làm gì? Để cho nó quen mồm đi. Đấy, chúng ta đọc nó quen đi rồi chúng ta sẽ nói nó nhanh. Em chưa? Đấy, đó. Thế và lúc đó thì chúng ta không cần phải nhớ là cái động từ này chia như thế nào. Bởi vì chúng ta đã nói quen rồi thì cứ thế chúng ta nói thôi, cái mồm cứ thế nó nói. Đấy, thầy giáo hay hay nói là gì? Cái đầu nó không phải nghĩ. Đúng nào? Tác vụt. Thế như vậy là chúc em học tốt nhá. Sẽ học cố gắng như vậy thì cứ đúng theo thầy giáo hướng dẫn thì là sẽ thành công. Cộng thêm cái sự sáng tạo của em nữa đấy. À ta khá rất show spicy nhé. Bất 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 Đã xin nhé. Đã.